Good morning các bạn. Hôm nay người ta đi clean cát ở đường đó các bạn. Đó cái xe tải đó đó, cái xe truck đó đó. Họ clean cát ở cái đường. Đó, đường này nè. Sạch rồi đó các bạn thấy không? Hôm nay là thứ sáu rồi các bạn, cuối tuần rồi các bạn ơi. Hôm nay tuyết vẫn còn dơi nha các bạn. Mưa xong dơi, đó đang dơi lất phất nè. Hello các bạn again, nhanh quá các bạn ạ. Chưa chi hôm nay thứ sáu rồi, cuối tuần rồi các bạn. Trời lạnh lạnh, có tuyết rơi các bạn. Đó, cái xe đây, cái xe này nè, cái xe này là cái xe họ đi xe tải này, nó quét cái bụi rồi các bạn, nó hút đó. Đây có hai chiếc đi một lúc luôn các bạn. Chiếc này họ quèo, chiếc kia họ họ cũng đi thẳng. Các bạn thấy họ làm ký không? Một con đường là hai xe luôn, một con đường họ làm mà họ dùng hai cái xe, xe trước xe sau. Rồi xe này nè, đi như là nếu có đất thì họ lấy đất đi các bạn, họ cát đi á. Đó, xe này họ lấy cát đi. Bên này từ vào mùa xuân á, là sau mùa đông á các bạn, là họ đi hút bụi đường nha, hút bụi cát á. Còn đây là cái xe bus, school bus. Thì đúng ra thì mình có thể mình vượt, nếu mà xe nó nhá điện lên là mình không được vượt nha các bạn. Tích kẹt nha, tích kẹt 2.000 ấy nha. Nhưng mà tại vì xe nó không có mở đèn thì mình có thể mình vượt họ nha. Bây giờ mình đang đi Walmart các bạn. Hôm nay thì mình cũng mấy tuần nay mình thấy nhiều người Việt mình á, ở bên này cũng rầm rộ đi coi phim Mai á các bạn. Thì mình cũng mình chưa coi, nhưng mà mai mình coi nha các bạn. Tại vì tựa đề nó là Mai cho nên mình cứ mai mình coi thôi. Mai mình coi. Thì tuần vừa rồi mình đi về Tôn Tô đó. Thằng Úc mình nó ở Tôn Tô, thằng ngày em Úc á, nó ở Tôn Tô mà nó qua đây ba mươi mấy năm rồi. Thật sự nó qua đây nó có một tuổi rồi các bạn, mà nó kệ mà cả nhà mắc cười. Nó như này, đứa bạn gái đi coi phim Mai thì dĩ nhiên là đứa bạn gái của nó qua đây thì cũng mười năm hay gì đó, thì tiếng Việt rất là giỏi, cũng vẫn còn là mê phim Việt Nam này nọ. Rồi dụ nó đi coi phim Mai, nó cũng đi coi. Rồi xong nó mình lên đó nó hỏi chứ coi phim Mai chưa, kiểu chưa chưa coi. Nó biểu ui giời ơi, dở quá trời dở. Cháu biểu chắc tại vì mày không hiểu tiếng Việt cái gì. Nó biểu không, nó hiểu hết mà. Mình cứ mắc cười. Xong nó biểu nhỏ bạn gái nó đi washroom, nó đi washroom xong nó đi ra ngoài xe nó ngồi luôn. Nó ra ngoài xe nó ngồi, nó đợi bạn gái nó coi xong rồi đi về. Mình cứ mắc cười thôi. Mình xong nhà hỏi chắc là tại vì mày không hiểu tiếng Việt cái gì. Không, thật sự thì nó giỏi tiếng Việt lắm các bạn. Nó giỏi lắm, nói cái gì nó cũng hiểu. Nhưng mà các bạn phải biết là một đứa nó lớn lên từ đây lúc mới có một tuổi thôi thì coi như nó sanh đẻ ở đây rồi. Nó đi coi mấy cái phim đó đâu có thích đâu các bạn. Thứ nhất là cái mình không biết diễn tả làm sao. Có nghĩa là tụi nó chỉ thích coi phim giống như là
Hollywood action hay này này nọ. Mà khi mà nó kể mình cũng mắc cười. Mà mình cũng phải cho nó cái credit, nó có nghĩa là nó chịu đi coi phim lúc ban đầu. Mà vô chắc phim sao dở quá đi ra ngoài nó ngồi. Không biết nó dở hay không, nhưng mà có mình, tại vì mình chưa coi mà mình không biết nó dở hay không, mà mình nghĩ nó không có thích hợp cho nó, bởi vì mình tại vì nó lớn lên ở đây mà nó coi cái phim đấy nó nhàm chán, nó chắc không thích rồi nó đi ra xe. Mà mình nghe mình tư mắc cười thôi. Thì hôm nay thì đi lái xe, mình đang đi ra Walmart, đi Walmart để mua chút đồ cho thằng cháu thằng nhóc á. Thì mình ngồi trong xe mà không có gì, lâu rồi không có quay clip thì mình cũng quay lên mình chia sẻ. Thì mình cũng thấy, mình cũng có mấy đứa bạn ở Tonto. Thứ nhất là cái phim đó nó chỉ chiếu ở thành phố lớn, đông người Việt thôi thì phải, tại vì mình ở thành phố nhỏ này. Nên mình có đứa em dâu nó muốn đi coi nhưng mà hình như nó không có, nó không có chiếu. Thì mình đi về đó, mấy đứa các bạn nó cũng nói nó cũng đi coi, cũng ok, nó cũng ok, họ cũng dụ mình đi coi. Nhưng mà thật sự mình nói mình không có thích, mình không có phải là mình chê phim Việt Nam, nhưng mà mình không có đi coi, đi coi phim mấy phim đó đâu, tại vì mình cũng chỉ thích coi phim đánh đấm hay là action này nọ vậy thôi. Dạ. Nhưng mà không sao, cái phim đó là phim mai mà, mai mình đi coi, mai đi coi. Ok, vậy thôi nha các bạn. Sáng sớm thì tiêu lìa các bạn một chút thôi. Mình thấy cái đứa em mình nó kể cũng mắc cười. Thì mình, tại vì cái phim mai cũng đang chiếu rầm rộ, thì mình cũng cũng lên đây mình chia sẻ cho các bạn, thằng em của mình nó coi phim mai như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ mình đang sắp sửa tới Walmart rồi. Walmart nằm ngay đây nè. Thì từ nhà đi ra đây mấy phút à? Đó, quẹo vô đây là tới rồi. Thì chúc các bạn một ngày cũng như là cuối tuần vui vẻ nha các bạn. Đó, sáng sớm mình tranh thủ đi sáng sớm. Sớm thì chẳng sớm đâu, 8 giờ mấy rồi các bạn, 8 rưỡi rồi. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ luôn. Bye.